xin chào các bạn. Và bây giờ bọn mình đã ăn rất là no rồi. Và mình điểm thứ hai trong cái ngày đầu tiên mình làm guide cho các bạn này, thì là mình sẽ dẫn các bạn ấy đến một nơi, đó là Myanmar Plaza. Ok, sắp đến rồi các bạn ơi. Myanmar Plaza ở ngay phía trước. Tầm này mà ngoài là cũng hơi bị nóng rồi đấy. Đến rồi. Myanmar Plaza nè, Hoàng Anh Gia Lai nè. Đã đến rồi. Ngày xưa nhá, cái lúc mà mới sang các bạn ạ, mình đi taxi, người Myanmar họ hỏi mình là người gì, mình bảo là người Việt Nam, thì họ sẽ nói luôn, các bạn hỏi luôn là làm Hoàng Anh Gia Lai à? Cứ mặc định, tại vì cách đây lúc đấy thì chỉ có cái công trình này là nó là nổi tiếng nhất và của người Việt Nam, nên là cứ mặc định mọi người trong suy nghĩ của người Myanmar, mặc định những người Việt Nam sang đây là đều làm cho Hoàng Anh Gia Lai. Đấy. Giống kiểu. Ok. Kiểu quay tài sản đấy, nhà máy nó đi chung thôi à? Quay tài sản. Na Thao khu đây ạ. Na Thao. 2000 sáu, 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 2000
kiểu cho nhân công để ấy đừng gì nữa. Ở đây nó chưa bị dịch nào á? Chưa bị là bởi vì là họ phải gửi kết quả sang tận Thái Lan họ mới xét nghiệm được, còn đâu bên này họ tự xét nghiệm được, cho nên là người bị không biết. Em chắc là thế thì sao? Nên cái gì là nào ạ? Ừ, em chơi đây phải không? Chú chị mời. Nước rửa tay bà con ơi, nước rửa tay free này. Quá là chu đáo luôn. Thử à? Nào kiểm tra anh lý. Ok, giới thiệu các bạn, đây là Myanmar Plaza của Việt Nam. Ok, let's go, đi con. Tầng 1 là kiểu như là nhiều khi nó là cái kiểu showroom di động ấy, kiểu các cửa hàng có thể thuê di động các thứ, nhưng mà tầng 2 sẽ là có siêu thị, có các cửa hàng. Ok, lên rồi. Thank you.
lâu rồi. Chắc phải tầm quê nhỉ? Ừ, tầm 3 năm rồi. 3 4 năm rồi. Có 700 lẻ. Ok, bây giờ chị đợi thôi. Không nghĩ ra lại có coi à? Bây giờ bọn mình đang đợi trà sữa còi. Trà sữa còi. Trà sữa còi chắc phải đợi Có bao nhiêu? Sắp đến rồi đấy. Sắp có rồi. Cái này là cái marketplace, mọi người có thể mua vào đây. Cái marketplace này chính là cái siêu thị đấy, cho nên là mọi người có muốn mua kiểu là như là đồ về làm quà như trà sữa các thứ, các bạn trà sữa các bạn thử vào đây từ từ đã, trà sữa xong rồi vào. Ủa, yên tâm. Rồi là các loại kem kiểu hoặc là bột Halaka trong này người ta cũng có bán, cho nên mà các bạn cứ yên tâm là sẽ vào đây có thể mua được rất là nhiều thứ. Cái phần ở Myanmar Plaza thì ở phần trung tâm thương mại nó có 4 tầng. Có lên tầng 5 không? Trời ơi, trông ngắm gì vậy? Em có cần mua gì không? Không cần mua gì không? Nói chung là chắc chỉ mua trà sữa về làm quà đúng không? Còn lại những thứ khác là mỹ phẩm mỹ nhất về Việt Nam mà mua thì mua gì ở đây? Có mua Taraka để mua thôi. Ok. Xin giới thiệu với các bạn, đây là Toli Tun Tun. Toli Tun Tun là? Toli Tun Tun là một trong những quán tóc rất là nổi tiếng ở Yangon. Thì hầu như là ở trung tâm thương mại nào cũng có. À quên nhá, bọn em sang Myanmar là đã gội đầu chưa? Cái này gội đầu sướng lắm, bóp cả người luôn. Tối đi gội ấy, quán gội đầu ấy, nó có nước ấm rồi nó, nói chung là bóp cả tay luôn. Bóp cả tay, cả vai luôn. Trước bạn chị ở đây cho đi gội đầu, bảo thích mà. Ở bên này, gội đầu thì nói chung là người ta massage rất là kỹ. À, bóp, nói chung bóp hết cái khoảng lưng và vai luôn, cho nên là xong rất là kiểu sảng khoái. Ok, đây là tầng 4. Tầng 4 là chuyên quán ăn uống nha các bạn nha. Nó có một cái chỗ mà food court đây. Đây. Đây cái phần bên này. Đấy. Mọi người có thể ăn uống ở đây, nó có rất là nhiều loại thức ăn. Nó kiểu thập cẩm ấy, nó có cả đồ Singapore này, đồ kiểu Malay này, đồ Indo có hết. Đấy, rồi có cả có một cái gọi là cái golden phở của Việt Nam. Bên kia golden phở. Đấy, có cái golden phở. Đấy, thì các bạn nếu mà muốn ăn phở ở đấy cũng có, muốn vào Huế cũng có. Đấy, cho nên là không lo là không có đồ ăn Việt nhá. Cái này quán này. Quán của Miến. Hết rồi. Đây là một cái quán mì. Ok, cái quán mì YKKO này nó rất là nổi tiếng ở Myanmar và có rất là nhiều chi nhánh. Chung là ăn thì cũng được. Nó có các vị bò rồi hải sản rồi lợn. Đấy. Đấy. Nói chung là đến Myanmar Plaza là hợp lý rồi các bạn. Vì có cả đủ ăn uống rồi mua sắm đủ hết. Ngoài ra đằng bên kia nó có một cái quán Hàn là Sorabo, ăn khá là ổn, khá là ngon. Pizza thì mình thấy pizza company ở đằng kia ăn rất ngon. Thật sự nhá, chị ăn pizza ở Việt Nam rồi, chị ăn pizza hot ở Việt Nam rồi, nhưng mà chị thấy cái pizza company này ăn rất là ngon, ăn ngon hơn nhiều ấy. Đây là pizza Maru, quán này mình chưa thử. Bởi vì thực tế là mình không phải là một cái fan của pizza, chị chả thích ăn. Em thích được. Nói gì nói, mình vẫn thích đồ Á hơn. Mình vẫn thích đồ Á hơn. Còn quán này chị đặc sệt của Miến luôn, các bạn là muốn thử các món ăn kiểu địa phương ấy. Các bạn có thể ăn quán này. Cái này thì
cái quán Sorabo của Hàn ấy, thì các bạn có hai lựa chọn, một là mấy cái kiểu quán mì ăn rồi ăn tteokbokki, có thể ăn bên này, còn đâu ăn kiểu dạng những cao cấp hơn thì các bạn sang bên kia. Ok, bây giờ mình dẫn các bạn lên Sky Bar xem nào. Sky Bar thì thường người ta đi buổi tối, bây giờ mình đi ban ngày, lên để tiệt trùng nên cho vừa hưởng biết nắng là tiệt trùng, chống dịch. Ok, let's go. Bên này kiểu xếp tầng nó hơi khác mình á, cái tầng một thì nó gọi là tầng ground, tầng 2 lại là tầng 1. Đấy, kiểu thế. Ok, đây rồi. Wow. Đây là Sky Bar của Myanmar Plaza các bạn. Này buổi tối đẹp hơn, buổi tối nó mát ấy. Cái khu này là khu vườn nướng ấy. Khu đằng sau mình là khu vườn nướng. Kiểu họ nướng hải sản rồi đồ ăn các thứ ra ngoài. Cái này thuộc của Elite. Đấy, thỉnh thoảng có người Việt hát đấy. Cái này thỉnh thoảng có người Việt hát đấy. Không, còn lại đây. Hôm qua vừa có một bạn comment cho mình, nhắn tin cho mình bảo là chị ơi sao chị không làm về Myanmar Plaza, vì khu đó có khá nhiều người Việt và cũng là một cái biểu tượng của cái công trình của người Việt nữa. Thế nên hôm nay mình nhân thể đi cùng với hai bạn Châu và bạn Hoài, mình làm luôn cái video về Myanmar Plaza. Đây. Này buổi tối trước này rất là thích. Vâng. Ừ, mát với đi dạo với kiểu có nhạc sống, hiểu chưa? Nhạc sống rất là thích. Bên kia có một cái quán là After 8, mình là After 8 với máu. Đấy. Ở trên này có một cái quán Nhật khá là cao cấp. Đây. Oh. Buổi tối thì lên đây thì dạo rất là mát, và ngoài ra thì các bạn có thể thưởng thức cà phê rồi là cocktail rồi là rượu vang, nghe nhạc sống. Bây giờ bọn mình đang đi xuống để đi siêu thị cho mấy bạn này. Bạn ấy mua đồ về để làm quà, mua trà sữa về làm quà. Ok, ở trên cái tầng 4 này thì nó có một cái là phòng tập, nên là các bạn mà muốn tập kiểu như yoga rồi là tập gym thì có thể tập ở đây. Fitness Club. Mà giá ở đây thì nói chung là cũng hơi chát so với những chỗ khác, nhưng mà đắt thì nó sắt ra miếng thôi. Điều kiện tất cả mọi cái nó đều tốt, tốt hơn, sang xịn hơn. Yeah, đi xuống thôi. Yeah. Đối diện với Myanmar Plaza thì bên này tranh thủ ngó có gì, đó là khách sạn Serola của Hàn Quốc. Khách sạn này thì rất là xịn sò, mình đã từng đến luôn. Bên trong nội thất các thứ đều rất là đẹp. Cái khu bên kia nhá, khu bên kia là cái khu thuê ông Bình, có rất là nhiều người Việt trọ đấy, gần như kiểu là khu người Việt luôn ấy. Tại vì chỗ đấy quá là nhiều người Việt trọ luôn. Việt Nam Thao. Có thể nói Việt Nam Thao đấy luôn cũng được, bởi vì rất là nhiều người Việt đi chợ toàn gặp người Việt không. Wow. Myanmar Plaza Bayan. Cái này nó mở cửa thông mà. Để cho chị em đi đu đưa. Cho các bạn trẻ đi đu đưa. Ở đây thì cũng rất là, nói chung là tuy là nó chưa phải là quá là đẹp hoàn hảo, nhưng mà được cái là nó lại là một trong những cái tòa kiểu như cao ốc văn phòng đầu tiên ấy, mà có cái sự đầu tư ấy. Sau đấy
Myanmar Plaza hoàn thành xong, mấy đốt tê của Hàn Quốc bắt đầu mọc lên mà. Dù sao cũng thấy có gì đấy rất là rất là tự hào. Nhưng mà quan hệ của Myanmar với lại Việt Nam khá tốt. À, các bạn, bọn em có biết là hoa hậu á hậu cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? My ấy nhỉ? Huyền My. Sang bên này đóng phim rất là nhiều. Đóng phim này tham gia sự kiện ở Myanmar rất là nhiều. Vừa đóng một cái phim dạp gì ấy, chị không để ý lắm, hôm trước chị có đọc lướt qua. Em bấm tầng mấy đi, em bấm tầng 1 đi. Tầng 1 thì chính là tầng 2. Có cái cửa hàng này bán khá nhiều cái sản phẩm như là Myanmar. Nó bán một số cái sản phẩm như là rất là kiểu như là về cái nó có những cái họa tiết hoa văn mà kiểu như truyền thống của Myanmar ấy. Ốp điện thoại này, túi xanh này. Đấy. Nên các bạn khi mà đến Myanmar Plaza và các bạn có thể tham khảo những cái đồ này về để làm quà, kiểu như quà lưu niệm ấy. Ok, Chua. Let's go. Rồi, như mình đã chia sẻ ở cái vlog trước là có một cái điều rất là thú vị khi các bạn vào siêu thị ở Myanmar, các bạn không cần phải gửi đồ đạc, hành lý, túi sách. Các bạn chỉ ví dụ như cái đồ mà các bạn mua ở chỗ khác ấy, họ sẽ dán cho các bạn một cái băng gọi là để đánh dấu ấy. Kiểu như không có chức năng kiểu dạng như là phòng ngừa trộm ấy, vì qua đấy mới thấy là cái tỷ lệ trộm các bạn ở Myanmar nó rất là ít. Trà sữa đâu nhỉ? À đây em ơi, cả lò luôn. Đây là trà sữa khu vực. Xin mời lựa chọn. Trà sữa thì giá bên này bán 3.200 trà thì nó rơi vào khoảng 50.000, khoảng tầm 50.000 Việt Nam một gói. Và tất nhiên là nếu mà những người mà người ta buôn về Việt Nam đương nhiên người ta phải có lãi rồi, bởi vì riêng cái tiền mua cân các thứ, bởi vì trà sữa rất là nặng ấy. Đấy. Trước đây mình cũng đã từng bán trà sữa rồi nhưng thực sự là mình rất là ngại bởi vì nó rất là nặng. Thế cho nên là bây giờ mình không bán nữa. Ok, và bây giờ bọn mình đã đi siêu thị rồi. Bây giờ bọn mình đã đi siêu thị rồi để đi các bạn ấy đã mua quà xong rồi. Bây giờ bọn mình coi như là đã kết thúc một chuyến lang thang ở Myanmar Plaza, một trong những niềm tự hào của người Việt. Đấy. Ok. Bye bye. Hàng hiệu không thiếu, chỉ có điều là có tiền hay không nhỉ? Ok, bây giờ bắt taxi thôi. No. Xì đế. Cắt Grab thôi đúng không? Ok, hôm nay thì mình cũng đã vừa với giới thiệu cho các bạn một vòng về Myanmar Plaza, và mình nghĩ là đây là một trong những địa điểm mà các bạn cũng nên đến, bởi vì là một trong những cái trung tâm thương mại của người Việt đầu tiên ở trên đất Myanmar. Thì ở đây thì cũng khá là thuận lợi cho việc ăn uống và mua đồ, mua quà để trở về Việt Nam sau một chuyến các bạn thăm Yangon và thăm Myanmar. Ok, mình cũng rất là hy vọng là những cái chia sẻ và những cái review của mình, những trải nghiệm của mình sẽ giúp ích cho các bạn để làm cho những chuyến đi của các bạn hoàn thiện hơn. Vì nói thật là lúc mình mới sang là mình rất là đói thông tin, và hầu như là đi đến đâu là biết đến đấy, kiểu như vừa đi vừa mò ấy. Đấy, thì mình rất là hy vọng là những cái trải nghiệm của mình sẽ giúp ích được cho các bạn. Và các bạn, nếu mà các bạn thấy hay và muốn đồng hành cùng mình ở trong những cái video tiếp theo thì hãy subscribe kênh cho mình nha. Ok, bye bye.